tại sao phải face to face? Bình thường trong cuộc sống, nếu một lúc nào đó bạn gặp phải vấn đề gì đó khó khăn, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến một ai đấy đúng không nào? Kiểu như tìm sự trợ giúp gì đó. Nhưng dù mong cầu gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải gặp mặt đúng không nào? Thực ra ngày nay điện thoại hay là Zoom hay là gọi điện hình ảnh, nó rất là dễ dàng nhưng không tạo được cảm xúc, cũng như không kết nối chúng ta lại thân với nhau. Nhưng để dành thời gian gặp một ai đó, chúng ta không thể dễ dàng kết thân chỉ sau một lần gặp. Dù là tìm sự trợ giúp ở người thân, chúng ta cũng phải gặp từ 2 đến 3 lần trở lên. Đặc biệt là trong các mối quan hệ mới, nếu chúng ta muốn gặp để tạo ra một cái giá trị gì đấy cho mình, cho công việc, cho các vấn đề hay là trong kinh doanh, ít nhất chúng ta cũng gặp phải rất nhiều lần. Thậm chí có những cuộc gặp chúng ta gọi hoài không hẹn được, hay là có những cuộc gặp chúng ta hẹn rồi, đến chờ mãi họ không tới. Nhưng khi đến với VBCI bằng công cụ Face to Face, nó sẽ giúp bạn đốt cháy giai đoạn làm quen. Không cần mất quá nhiều thời gian, chỉ trong vòng 60 phút thực hiện đúng công cụ là bạn đã tạo ra một mối quan hệ rất thân thiết. Bạn có thừa nhận là khi gặp mặt, nói chuyện mặt đối mặt như thế này, chúng ta mới hiểu sâu và mới có thể chia sẻ được nhiều nhất không? Và với những câu chuyện trực tiếp như thế, chúng ta có thể khơi gợi để hiểu sâu về nhau. Đặc biệt là có thể chia sẻ được cả những vấn đề thầm kín trong cuộc sống, công việc, sở thích và thậm chí là trong kinh doanh. Và khi đã hiểu nhau như vậy, giống như là đôi bạn thân, giống như là cặp đôi tri kỷ, thì chúng ta đầu tiên sẵn sàng sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, chia sẻ những khó khăn cho nhau và giúp nhau bán hàng sau các mối quan hệ của mình. Bởi vậy, công cụ Face to Face là giải pháp thành công nhanh nhất trong môi trường VBCI. Chỉ cần bạn hãy thực hiện đúng, đủ đều, mỗi tuần ít nhất gặp 1 cho đến 3 người và mỗi người ít nhất 60 phút là bạn sẽ nhanh chóng còn tìm ra những người bạn tri kỷ trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đã có rất nhiều người kể với tôi rằng sau khi face to face với bạn này, họ đã phải thốt lên: wow, kiến thức của họ tuyệt vời quá. Ồ, sản phẩm dịch vụ của họ tốt quá. Bởi thế, để thương hiệu của bạn bùng nổ, để cho sản phẩm dịch vụ của bạn nhanh chóng bung lụa trên thị trường, thì hãy face to face bằng công cụ của VBCI nha. Nếu đã là thành viên của VBCI, bạn đã sẵn sàng đặt lịch face to face với thành viên của mình chưa? Còn nếu chưa là thành viên thì hãy nhanh chóng trở thành thành viên của VBCI đi để được áp dụng cái công cụ face to face này. Chúc mừng bạn đã biết đến video này và chúc bạn nhanh chóng thành công với công cụ face to face.